lấy đạo hàm đi mấy em. Y phẩy là bằng trừ F phẩy của 1 trừ X bằng 0. Cắt ngang đây. Alo. Đồ thị đạo hàm nha. Vậy là cắt ngang đây mấy nghiệm? 2 nghiệm và 2 điểm trị luôn. Biết sao không? Tại vì cái hàm hợp này bậc 1. Anh đâu còn anh tắm gì nữa. Bậc 1 mà, 2 nghiệm 2 điểm trị luôn.